Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn căn hộ 3 phòng ngủ dự án Max City. Ok, căn hộ đây mình quay thực tế luôn. Tất cả là gia chủ đang ở căn hộ này. Đây là căn hộ thiết kế theo phong cách hoàng gia, rất đẹp. Ok. Đây là phòng khách các bạn ạ. Mình đảm bảo các bạn khi mà nhìn căn hộ này thì đảm mê luôn. Mình sẽ quay phòng khách trước. Vì một số lý do này mình sẽ không quay bức tranh kia. Đây, xin giới thiệu các bạn, đây là toàn bộ phòng khách và phòng bếp của căn hộ. Chủ nhà đã làm rất tỉ mỉ, cực kỳ tỉ mỉ. Các bạn xem, bộ sofa này rất đẹp. Kệ để đồ. Đây là căn hộ 138 mét, 138 mét vuông, 3 phòng ngủ, căn góc, tầng thấp. Nhưng quan trọng nhất là view đẹp. Mình sẽ đi tổng quan hết căn hộ. Đây là khu bàn ăn và phòng bếp. Các bạn có thể thấy. Mình nhắc lại, hiện tại căn hộ này chủ nhà đang ở. Và chủ nhà sẽ để lại toàn bộ đồ. Như các bạn thấy đây. Đồ rất xịn các bạn ạ. Bốt xin bốt máy hút mùi, bếp, tủ tường, tủ bếp trên cao, tủ lạnh side by side. Nhìn căn hộ này là mê luôn. Mời các bạn xem lại một lần nữa phòng khách. Khi mà vào căn hộ này mình cũng hơi thấy cảm thấy hơi 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 choáng. Bởi vì là rất hiếm những căn hộ nào mà chủ nhà thiết kế cầu kỳ như này. Đây là giấy dán tường loại rất là xịn. Có hoa văn theo phong cách hoàng gia. Đây là những cái phào, cái chỉ. Tông rất rất tông sửa tông. Căn hộ này gồm 3 phòng ngủ, diện tích 138-39 m2 chia thành 3 phòng ngủ. Đây, xe đạp của hai cháu vẫn còn để trên này. Sàn gạch, chủ nhà đã thay lại toàn bộ sàn gạch rồi. Kích thước là 80. Sàn gỗ. Bên phía trái đây là phòng ngủ master. Ok. Căn này rộng là 138 mét em ơi. Phòng ngủ master đầy đủ hết đồ rồi. Từ tivi. Hệ thống giường cũng phong cách hoàng gia tân cổ điển, nên tân cổ điển. Chủ nhà cực kỳ làm cực kỳ cẩn thận với căn hộ này. Đây là tổng thể cái phòng ngủ master. Rất đẹp. View thì cũng rất là đẹp các bạn ạ. Chào Dự Huyền nha. Chào Ngọc. Căn này hướng Tây Nam. Ban công Tây Nam, đây là phòng ngủ. Mời cả nhà chiêm ngưỡng chi tiết. Ban công Tây Nam. Tòa R1. R1 là những cái một trong số ít những cái tòa mở VIP nhất của Goldmark City. Thì một sàn chỉ có 11 căn thôi. Một sàn 11 căn. 6 thang máy. Đúng rồi Quyền.
Ok. Giá căn này thì cuối buổi livestream thì mình sẽ chia sẻ. Đây là khu vệ sinh của phòng ngủ master. Cực kỳ rộng luôn các bạn ạ. Trần thạch cao chủ nhà thay lại hết rồi. Trần thạch cao, phần trần thạch cao của nhà vệ sinh này. Đến cái bồn rửa mặt này. Vòi hoa sen cũng bằng đồng. Rất khó để tả được cái căn hộ đẹp như này. Chủ nhà thì có nhu cầu bán để chuyển xuống mặt đất, bởi vì là vừa kết hợp mà thuê văn cho làm văn phòng và ở thì chủ nhà muốn bán căn này. Còn giá thì cuối buổi livestream thì mình sẽ chia sẻ giá. TV Samsung. TV này là 49 inch, 5 inch, 55 inch. Ok. Phía đối diện kia là vệ sinh chung và hai bên là hai phòng ngủ. Điều hòa Daikin nhá. Đèn trần rất đẹp. Ok, mình sẽ inbox giá nhá. Chào cả nhà. Còn nhắm lại lần nữa cái bộ sofa, mình mê cái bộ sofa này quá, gỗ này, da này. Rất chắc chắn. Bản ăn cái đá đây là bản ăn ở phía trên bằng đá này. Bằng đá rất đẹp. Chắc chắn. Kệ tivi, tivi. Đấy. Khu ban thờ và đây là ban công. Ở như này thì chả khác gì là ở ở biệt thự cả, như là đang trong khu vườn luôn. Xoài chín nữa. Ở cái này view rất đẹp. Ok, mình sẽ vào tiếp theo là phòng ngủ, một phòng ngủ nhỏ bên này. Đây là phòng ngủ này dành cho bạn trai rồi, màu xanh. Bạn trai màu xanh rồi. Đảm bảo đầy đủ ánh sáng. Điều hòa trong phòng này là Mitsu. Êm, Mitsu chạy rất êm. Phải nói là hiện trạng cái nhà này thì chủ nhà đang ở bình thường. Đấy, nhưng mà chủ nhà thiết kế cực kỳ là chi tiết. Từ phòng khách đến phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ của hai bé. Đang ở hiện trạng như này thì rất là ngăn nắp và sạch sẽ đấy, mình khẳng định luôn. Ok. Bên này là phòng ngủ của bé gái. Chào chị Lương nhá. Đây là nhắc lại lần nữa là căn hộ đang hiện trạng đang ở. Hiện trạng đang ở. Phòng ngủ nhỏ thì đều là điều hòa Mitsubishi. Đây phòng ngủ cho bé gái rồi. Nhà anh chị này rất đẹp. Một trai một gái. Anh chị nào có nhu cầu mua căn này thì chắc chắn là phát rồi. Mình sẽ quay tổng thể trước, sau đó mình sẽ ngồi chi tiết những cái vật liệu. Cái trần nhà vệ sinh này trông như là vào khách sạn đấy. Gương này. Đẹp. Rất đẹp các bạn ạ. Vệ sinh. Đây là hệ thống sen vòi. Tông xuyên tông luôn với toàn bộ căn hộ.
Ok, đến khu vực bếp nhé. Bếp hiện trạng là đây là còn hiện tại đang có tủ lạnh Hitachi hai cánh. Hai cánh này. Tủ bếp trên này. Ok Cường. Chủ nhà đầu tư rất là nhiều tiền đấy, phải nói rất nhiều tiền vào nội thất căn hộ này. Đây là kệ rượu này. Kệ rượu. Với phong cách là tân cổ điển như này thì sẽ rất là bền với thời gian. Những căn hộ mà thiết kế theo kiểu này rất bền thời gian. Đá granite màu trắng. Toàn bộ kính tường. Hệ thống bếp. Anh chị ở quá sạch, đang ở như này thì quá sạch rồi. Phía ngoài này là phía lô gia. Phía kia là ban công này, ban công phòng khách thì chỉ để là cây cối rồi là bàn trà để ngắm. Đấy, phía này là phía lô gia phơi phóng quần áo, không bị ảnh hưởng gì đến cả. Máy giặt để ngoài này, toàn bộ quần áo luôn là cục nóng đồ áo để ở đây, rất đẹp. Cái đèn trần này cũng rất là đẹp này. Đấy, view rất đẹp luôn, ánh sáng chan hòa luôn. Mình nói sơ qua một chút, căn hộ bên tòa R1 này là căn hộ góc, căn góc. Nên nó sẽ có hai mặt thoáng. Ban công chính của phòng khách là Tây Nam. Tây Nam và cửa ở đây là Đông Nam, Đông Bắc. Đấy, đây các bạn, mời các bạn xem toàn bộ lại đây. Đẹp quá. Căn hộ này là một sàn, tòa này một sàn thì có 11 căn thôi. Thì mình cũng đã, Đại Phát Len thì đã phân phối rất nhiều từ lúc cái thời ngày xưa là, từ ngày xưa là khi mà chủ đầu tư bán từ 2015 ấy. Thì hầu như là những cái căn hộ mà bên tòa R1 này thì là những cái đối tượng khách hàng là nó phân khúc nó cao hơn những cái tòa khác. Hơn khác một chút. Về bởi vì diện tích căn hộ nhỏ nhất là 104m là căn 01. Những căn 05, căn 04, 09, 10 là đều là 128m hết, 139m tin tường hết. 139m tin tường. Thì hiện tại bây giờ những cái căn hộ mà các cái tòa, các cái dự án bây giờ ấy, thì 3 phòng ngủ nó 80m đã 3 phòng ngủ rồi. 80m đã chia được 3 phòng ngủ rồi. Thì ở đây là 139m tin tường đã mới chia được 3 phòng ngủ. Cho nên là phòng khách rất rộng. Phòng khách này nó rơi vào tổng 60m cả bếp. Cả bếp, cả phòng khách này khoảng 60m. Phòng ngủ master các bạn có thể thấy rồi. Nó trải dài từ phía cửa cho đến vào đến cuối căn hộ luôn. Thì rất đẹp. Phía bên này là phía tay phải, đây là hai phòng ngủ và nhà vệ sinh. Chủ đầu tư đầu chủ nhà đã đầu tư rất là kỹ càng. Hệ thống camera báo cháy, đèn chùm theo phong cách tân cổ điển. Mê nhất là những cái gam màu này. Có thể là tôi cũng hợp với cái màu vàng này. Mình kim mà, cho nên là nhìn cái màu vàng này mê quá. Đấy, mời anh chị xem lại. Căn hộ này hiện tại anh chị đang giao bán loanh quanh là khoảng 4 tỷ. Tùy vào cái mức đồ đạc để trong nhà. Mời chị xem lại một vòng nữa đây. Có 11 căn trên một sàn thôi, cho nên mật độ thang máy, mật độ đi lại rất là ít. Và hầu như ở bên khu này là an ninh nhất, an toàn nhất. Dân trí là phải nói là cao nhất. Quá chất. Căn hộ này phong cách quá chất luôn. Đấy, những cái tủ này. Bàn trang điểm. Chủ nhà làm rất cầu kỳ.
phong cách gỗ, rồi toàn bộ những cái tay nắm này đều đều là mạ vàng rất đẹp, phong cách mạ vàng đấy. Mời các bạn xem lại một lần nữa. Và đây là bộ thiết bị lò nướng này, các bạn này xem quay lại này. Lò nướng đây là những cái mà dùng hàng ngày đây. Đẹp quá. Sạch sẽ. Thương hiệu Bosch là đỉnh cao rồi. Bốt là đỉnh cao dùng rồi. Bếp gì đây? Aster gì đây? Tem tiếp còn nguyên này thì nó rất là mới rồi. Hệ thống hút mùi robot mở ra, đang mở này. Đấy. Hút luôn, quay luôn. Chế độ gió đây. Đấy, hút lên. Đèn này. Các bạn có thể nhìn thấy những cái chi tiết này thì đã thấy là cái căn hộ này là trang bị đồ rất là đẹp. Đang đóng vào. Hợp rồi. Hệ thống tủ. Hiện tại cái quỹ căn chuyển nhượng của Đại Phát Land là bên dự án Goldmark City và một số dự án nữa thì có rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái căn hộ này cho các bạn. Diện tích là 139 mét vuông, 3 phòng ngủ, thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Máy giặt. Thì chị chủ nhà đang bán với mức giá loanh quanh tầm 4 tỷ, thì mọi thông tin ấy. Quý anh chị mà có quan tâm thì có comment trực tiếp vào bài hoặc liên hệ số 0924 26 1111 để anh em bên khi chuyên viên bên Đại Phát Len thì tư vấn và dẫn anh chị đi xem thực tế căn hộ. Có thể nói được là anh chị xem qua cái buổi livestream này cũng biết được là hiện trạng căn hộ là như nào rồi, quá đẹp. Trước đây chúng tôi cũng đã quay video nhưng không được trực tiếp thì mọi người có thể là không cảm nhận được cái vẻ đẹp của những căn hộ mà chúng tôi đang 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 giao bán. Quay một lần nữa nha. Ok. Bàn ăn đây. Đẹp mê ly luôn, đá. Toàn bộ hệ thống bàn ăn và ghế bàn ăn đều giống nhau, màu giống nhau. Màu sữa gỗ. Ok, mọi thắc mắc về căn hộ hoặc anh chị muốn đi xem trực tiếp hoặc là về giá có thể đàm phán một chút thì anh chị cứ xem qua rồi đến trực tiếp gặp chủ nhà có thể đàm phán giá được. Thì mình xin phép là kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay ở đây. Ok, cảm ơn mọi người.